là một người béo mà để mà muốn sống thọ hơn thì tương lai mình chắc chắn là phải đi tập gym cho nó đỡ phù thủng như thế này thế cho nên là cái việc mà để phụ trợ cho cái việc tập luyện hay là cho một người béo mà hàng ngày phải tải một trọng lượng lớn như thế này chắc chắn nó sẽ là những cái sản phẩm liên quan đến massage hôm nay thì mình đang có ở đây một sản phẩm tới từ Braille có tên là Braille Massage Gun M0220 và sản phẩm này thì được bán chính hãng tại Việt Nam thông qua đơn vị phân phối ở trên các trang thương mại điện tử ví dụ như các bạn lên Lazada Mall chẳng hạn sẽ có Brel máy massage đó ở trên đó thì đã bán khá là nhiều các mẫu sản phẩm massage khác nhau của Brel như là súng massage này máy massage mắt này rồi massage đầu để các thứ massage gối massage vai vân vân và đây là một dòng sản phẩm tương đối là cao cấp và trong quá trình trải nghiệm sản phẩm này thì mình thấy rằng là nó có phù hợp Thế cho nên là mặc dù năm anh Studio chưa bao giờ làm bất kỳ cái gì liên quan đến máy massage cả Nhưng mà mình vẫn muốn giới thiệu cho các bạn Chúng ta cùng tìm hiểu xem là nó có gì hay và tại sao nó lại hiệu quả nhé Ở trước hết thì phải nói rằng là các dòng sản phẩm của Braille mình thấy là được định giá tương đối là cao cấp Trải dài từ khoảng độ tầm triệu, để 2, 3 triệu, 4 triệu, rồi 10 triệu cũng có Và cái hoàn thiện của khẩu súng massage này mặc dù nó chỉ có 2 triệu thôi nhưng mình cảm thấy nó rất tốt và đầu mình sờ vào mình tưởng nó phải hơn 3 triệu Cả các cái chi tiết ở trên cái thân súng này, tất cả các cái vị trí ghép nối Rồi các cái phần nhựa được gia công, được cắt ghép đều được làm rất là chuẩn chỉnh Không có các cái cạnh sắc, không có các cái chi tiết nhựa thừa Cái máy này được làm rất là ngon và cái phần lớp sơn nó là phần lớp sơn nhám cực kỳ khó để có thể bám lại mồ hôi và dấu vân tay nó cầm và nó rất là chắc và nó không có động thái bị trơn trượt cái này rất hợp lý cho những anh em nào mới đi tập gym kiểu người nhiều mồ hôi tay nhiều mồ hôi xong rồi kiểu muốn giãn cơ xong là cầm vào xong bắn thì cái việc mà nó phải chống được cái mồ hôi dính vào xong nó bóng nhẫy rồi nó trơn là cái điều rất là hiển nhiên cái súng này thì thao tác rất là đơn giản ở đầu thì các bạn sẽ có một cái motor giật ra giật vào như này để nó đấm lực ra thì chúng ta có thể có ba đầu thay cái cách tháo ra và thay thì rất là dễ các bạn chỉ cần kéo ra như thế này đó là các bạn có thể thay được cái đầu khác vào chúng ta có ba đầu chính cái đầu mà lốm đốm lốm đốm như thế này các bạn có thể đánh ở nhiều vùng hơn cái mặt cái cái mặt diện tích đánh nó trải đều hơn cái đầu này thì mình cảm giác khoái hơn một chút cái lực nó sẽ tập trung hơn và cái lực mà để tập trung nhất là cái đầu đây có cái viên bi kim loại như thế này thì các bạn đánh đúng vào những cái điểm mà các bạn cần thì những cái đầu như thế này thì nó sẽ chính xác hơn cái việc tháo lắp thay thì nó cực kỳ dễ và chúng ta sẽ có sẵn các phụ kiện như thế này rồi ở phần đằng sau này sẽ nó có cái phần uh, tỏa nhiệt để các bạn có thể làm ấm các phần cơ mà các bạn cần tất cả mọi thứ sẽ đều được thao tác bằng cái nút nguồn ở đằng sau các bạn giữ hai giây nó sẽ bật lên hoặc là giữ hai giây để nó tắt đi các bạn chuyển mô Bằng cách là các bạn thao tác bấm nó sẽ tăng tốc độ và nó sẽ có 3 mức tốc độ khác nhau cái phần đầu nhiệt khi mà các bạn nháy hai lần vào nút nguồn này nó sẽ hiện ra một vòng đỏ ở đây thể hiện là nó, bắt đầu nó phát nhiệt ở cái điểm vị trí này cái nhiệt lượng tỏa ra nó sẽ vào khoảng độ 45 độ đến 47 độ và cái nhiệt lượng này kết hợp với cái đầu này nó rung thì đây nó vừa rung lại vừa nhiệt các bạn dí vào đây nó sẽ vừa rung rung nó vừa phát nhiệt giúp cho các cái bó cơ của chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn và nó giãn ra nhiều hơn đây là một cái tính năng rất là hay nếu mà chỉ có nhiệt không thì nó lại chưa chắc nó đã hay như thế nhưng mà các bạn bắt buộc phải bật cái máy lên nó vừa rung nó vừa có nhiệt để đâm ra tự nhiên nó được cả hai cái nó lại khoái rất là nhiều hệ thống chuyển động của máy là hoàn toàn bằng kim lại đây là động cơ không trổi than đem đến độ ồn rất là nhỏ và cái tốc độ đánh ra rất ổn định hành trình ra vào nó khoảng độ tầm 10 mm và lực đánh là 8 đến 10 cân Uh, đủ cho anh em nào mà cơ cứng hoặc là cơ mềm đều có thể sử dụng được mà các bạn thấy nó hơi mạnh thì các bạn chỉ cần dí nhẹ thôi mà các bạn muốn nó mạnh hơn thì các bạn dí vào mạnh hơn rất là dễ rung uh, động của chiếc máy này nó có thể đạt tới 2800 lần một phút tức là khoảng độ tầm một giây nó đánh khoảng độ 50 phát dây vào các cái vị trí huyệt và các cái phần bó cơ nên nó rất là hiệu quả và cái độ ồn đo được khi mà ở khoảng cách khoảng 30 phần nó sẽ khoảng 50 dB uh, với mình là nó chả có vấn đề gì cả nó khá là vừa phải cái máy này thì trong quá trình sử dụng thì mình thấy có hai cái mà mình lưu tưởng. Thứ nhất là thời lượng pin Pin của nó là 2500mAh Lúc mà mình vác cái máy này về mình đấm thử cả người từ đầu đến chân luôn cả Mồm miếng các thứ mình đấm thử luôn Thì mình thấy rằng là nó hoàn toàn thoải mái để cho mình gọi là giã cơ rất là lâu Và nếu các bạn chỉ cần sạc 10 phút là các bạn có thể xài được từ 6 đến 12 lần Và nếu mà các bạn muốn hoàn toàn sạc đầy thì các bạn sẽ cần khoảng độ tầm uh, 3 tiếng cái con này thì sẽ sử dụng sạc tay si luôn và cái trọng lượng của nó sẽ rơi vào khoảng độ 450 g nó rất dễ cầm cả nữ cầm nó cũng không có vấn đề gì cả các bạn cho vào à, túi và cặp các bạn cầm đi đến phòng gym nó cũng rất là dễ nó không có gì khó à, trong quá trình trải nghiệm thì mình thấy rằng là với một cái người mà dày thịt như thế mình rồi thì có một số nhóm cơ rất là cứng và ví dụ như là phần cơ ngực chẳng hạn nó sẽ khó giãn hơn các cái nhóm cơ khác ví dụ như là bắp chân hay là bắp tay chẳng hạn thì mình thấy rằng là dùng những cái súng như thế này nó rất hiệu quả và trong quá trình sử dụng à, mình còn thấy rằng là nó khiến cho mình đánh vào nhiều vị trí mà nó còn tê hết cả đầu ngón chân đầu ngón tay cảm giác nó rất là sướng nó rất là bỏ nó đánh tập trung hơn rất là nhiều mình ở nhà thì có một ghế massage nhưng mà cái ghế massage đánh lực nó sẽ không tập trung mà không mạnh như là tự bản thân mình cầm cái máy mình dí vào người như thế này thế cho nên là với mình thì nó sẽ có những cái hiệu quả rõ rệt nhất định tất cả những gì mình muốn giới thiệu với các bạn nó chỉ đơn giản là như vậy thôi một chiếc máy có thời lượng pin tốt các bạn có dùng để massage và các vị trí cục bộ tập trung cụ thể với chất lượng hoàn đợi thiện tốt và mức giá 2 triệu mình thấy khẩu súng này không hề đắt một tí nào so với cái tính năng và cũng như là cái độ hoàn thiện của nó cái nữa là cái đầu như cái đầu massage này khi mình dùng mình thấy thực sự là bỏ các bạn lưu ý nhá các bạn khi mà sử dụng thì nhớ là nếu các bạn chưa bao giờ sử dụng những các sản phẩm như thế này thì các bạn tránh đánh vào các cái khớp xương rồi các thứ này kia nó sẽ đau các bạn đánh vào đúng vị trí ở các cái bắp phần bắp thì thôi ví dụ như ở đây phần bắp tay mình này tránh đánh vào các vị trí liên quan đến khớp xương ví dụ như là phần như cổ tay dưới này kia là khớp xương chẳng hạn đấy ví dụ như thế thì đánh vào các vị trí của nhóm cơ nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta bóp bóp còn video này là hết rồi nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham khảo sản phẩm này tại đường link bên dưới phần mô tả tới website của súng Massage máy massage còn video này là bye bye xin chào và hẹn gặp lại